Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bánh tằm. Nguyên liệu gồm khoai mì, lá dứa, đường, dừa nạo, đậu phộng và một củ dền. Khoai mì các bạn mua về làm sạch và ngâm nước muối, gọt vỏ và ngâm nước muối trong vòng 2 tiếng cho hết đắng và có chất độc. Và sau đó các bạn sẽ bào khoai mì ra. Nếu bạn nào không có bào này thì các bạn có thể bào bằng dao hai lưỡi. Và sau bào bằng dao hai lưỡi rồi, các bạn có thể bỏ vào máy sinh tố và xay. Các bạn bào lá dứa các bạn cắt nhỏ ra, cắt thiệt. Bạn cắt lá dứa ra và sau khi cắt lá dứa xong rồi cho vào máy xay sinh tố. Cho thêm một ít nước. Sau khi các bạn xay xong, bắt đầu bỏ lên một cái rây và các bạn lược bỏ phần xác đi, các bạn sẽ lấy cái phần nước. Củ dền ta cũng cắt ra và bỏ vào máy xay sinh tố xay. Các bạn bỏ một ít nước vào củ dền và sau đó ta sẽ xay. Ta cũng lược như lược lá dứa, bỏ vào cái rây và sẽ lược bỏ phần xác của cái dền đi. Khoai mì sau khi chúng ta bào nhuyễn như thế này rồi, chúng ta sẽ vắt. Các bạn sẽ bỏ vào một chiếc túi để có thể vắt. Trong trường hợp mình không có túi, mình sẽ dùng khăn. Mình dùng một cái khăn sữa như thế này, khăn nhỏ, mình sẽ vắt, mình bỏ vào đây. Cuộn lại. Và các bạn sẽ vắt. Vắt cái thịt khô.
khô như thế này. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy cho đến hết cái số khoai mì đó. Các bạn vắt, sau khi đã vắt khoai mì, cái phần nước vắt khoai mì các bạn nên giữ lại. Chúng ta cho khoai mì vào một cái âu. Mình sẽ cho nửa bát con đường. Cái này bằng khoảng 2 muỗng cà phê. Cái phần nguyên liệu mình cũng có thiếu sót là còn có bột năng và nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì các bạn có thể là cái dừa nạo, các bạn ngâm với nước nóng và các bạn để một lúc chừng 10 phút, các bạn vắt lấy cái nước cốt sẽ được một chén nước dừa này. Ta cho hết phần nước cốt dừa này vào. Năng. Cho khi gạt hết cái phần tinh bột của bột mì, đó là phải trộn đều lên. Ta sẽ chia cái phần khoai mì này thành 3 phần. Ba phần, ta sẽ để cái phần trắng nhiều hơn. Cho phần trắng ra một cái dĩa cho ảnh nó xuống. Các bạn cũng có thể là không cần dùng dĩa, bỏ lên lá chuối cũng được, nhưng mà mình bỏ vào dĩa thì nó sẽ dễ cắt hơn và nó đều hơn. Thế đối với những vùng không có lá chuối, mình có thể dùng dĩa nó rất là tiện. Thì ép nó xuống. Cái muỗng làm này, cái mí này cho nó đều nha. Trong cái hũ mì còn lại và cũng trộn đều lên, ta sẽ được một màu xanh như thế này. Yep.
ta cho ít nước củ dền hơn, tại vì có nhiều bạn không có ăn được cái củ dền này thì nó sẽ bỏ nhiều quá, nó sẽ nồng cái mùi củ dền nó hăng hơn. Mình bỏ một ít thôi để cho có cái màu tím như thế này, nó rất là đẹp. Tôi phải trộn đều lên. Ta sẽ bỏ bánh vào một cái sửng như này, chúng ta hấp để tiết kiệm thời gian hơn á, thì mình đã bắt sẵn một cái nồi nước sôi. Chúng ta bắt đầu bắt lên bếp hấp. Cái hơi mì trong như vậy là nó đã chín rồi, ta sẽ lấy ra và tiếp tục hấp. Ta lấy hơi mì ra, còn rất là nóng. Với lá chuối thì bác các bạn chỉ xẻ lá chuối thôi, nhưng mà như thế này thì cũng rất là dễ lấy. Ta sẽ có một cái bánh như thế này rất là đẹp. Giờ ta sẽ cắt bánh ra. Rất là ngon. Sau khi ta đã hấp chín phần bánh, ta sẽ cắt ra thành từng sợi như thế này, cắt tất cả. Cho những cọng sợi mì này vào, cắt dừa nạo lên, trộn nhiều, trộn nhiều những sợi mì này.
nó bằng chỗ đều. Ta sẽ trộn ba màu này với nhau rất là đẹp. Vậy là món bánh tằm của mình đã xong. Khi bạn ăn có thể ăn kèm với lại muối đậu, đậu phộng. Chúng ta giã dập dập cho một nửa muỗng cà phê muối và 2 đến 3 muỗng đường. Tùy theo các bạn thích ăn ngọt hay là ăn vừa vừa. Nếu ăn ngọt thì các bạn có thể thêm 3 muỗng đường. Còn các bạn vừa ăn vừa vừa, không ăn ngọt quá thì có thể cho 2 muỗng thôi, tại vì trong bánh mình cũng đã có bỏ đường rồi. Và bây giờ mình sẽ chan cái muối đậu này, trộn đều lên, mình chan muối đậu này rắc lên bánh. Rắc đều lên. Nhìn là rất là ngon phải các bạn. Chúc các bạn thành công với cái món bánh tằm. Màu xanh rất là đẹp.